Ngày 22 tháng 5, Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ một con voi quật chết một nài voi, người quản lý voi tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc. Nạn nhân được xác định là anh Y Đờ Rim Quan, 30 tuổi, trú thôn Bờ Hốc, xã Giang Tàu, huyện Lắc. Một số người dân ở hiện trường cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5, anh Y Đờ Rim điều khiển voi từ nhà chủ voi ở thị trấn Liên Sơn cho voi đi ăn rồi phục vụ khách du lịch. Đi đến đoạn gần cây xăng ở đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn thì bất ngờ voi nổi nóng rồi hất anh Y Đờ Rim xuống đường, dùng voi quật và dùng ngà hút nhiều lần khiến nạn nhân tử vong. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng ở huyện Lắc đã tới hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế voi đưa về nhốt tại nơi an toàn. Một số người có kinh nghiệm về chăm sóc voi nhà, phục vụ khách du lịch tại Đắk Lắk nhận định, có thể voi đang thời kỳ động dục, tính khí thất thường dẫn tới việc không nghe theo chỉ đạo của nài voi nên xảy ra vụ việc đau lòng. Cơ quan chức năng sau đó đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết đây là con voi nhà thuộc sở hữu của ông Đàn Năng Long, người sở hữu voi nhiều nhất Việt Nam. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.